Hello, Hoàng xin chào cả nhà nha. Thì ở đây Hoàng sẽ đắp móng coffin nha cả nhà. Thì bột á mọi người, mỗi tiệm á là xài mỗi loại bột khác nhau. Nên nếu mà mình có giống như kiểu mà mình đổi tiệm hoặc là mình làm tiệm khác á thì giống giống như mình bị ngượng, bị giống như bị lãng bột mọi người, thì nói chung mà nó cũng hơi khó đắp cho mình một chút xíu. Nhưng mà nếu mà mình đã biết cái cách đắp mọi người thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình nha. Thì đây là các kiểu đắp khác của Hoàng. Hồi xưa là Hoàng đắp bột rất là chảy nha. Còn bây giờ là Hoàng nói chung là Hoàng đổi bột rồi, nên bây giờ đắp là hơi khác. Với lại này mùa mùa đông á mọi người, thì nói chung đắp bột nó cũng hơi hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà không sao. Hoàng biết cái kiểu đắp bột rồi thì bột nào vô Hoàng làm cũng đều được hết nha. Đó, để khôn chút xíu đặt lên nè. Đó, đặt lên mọi người thấy nó cứng ngắc không? Xong Hoàng cứ chậm từ từ mọi người. Bây giờ bột này muốn đắp lẹ cũng không được đó nha. Nói chung là càng lâu nó càng chảy chảy nha mọi người. Lúc mà lấy lên thì nó hơi khôn chút xíu, nhưng mà để chút xíu thì nó sẽ chảy tan chảy ra. Đó, cũng rất là lạ nhưng mà không sao. Hoàng cũng kéo từ từ thôi. Đó, cứ kéo từ từ xuống, từ trên xuống dưới nha mọi người, cho nó thẳng. Đó, đập qua đập lại. Xong ra tới đầu móng rồi đó, Hoàng đập nhẹ xuống là bột nó tự động nó ra ngoài nha. Có nhiều bạn á, thì thấy kiểu mà lấy bột ra của Hoàng á, thì có người ta nghĩ là lấy bột ra thì cái đầu móng nó sẽ bị mỏng nha mọi người. Nhưng mà thì nhìn á, thì nó cũng mỏng mà nhiều người lấy cũng bị mỏng rồi, nhưng mà cách của Hoàng lấy ra là rất là nhẹ nên bột nó, cái đầu móng nó vẫn còn bột nha. Đó, còn mình mà lấy đập mạnh ra thì đầu móng mà chắc chắn là nó sẽ mình làm không quen thì đầu móng nó sẽ mất bột. Nhưng mà Hoàng làm rất là nhẹ luôn thì nó còn bột ở trên cái đầu móng thì nó cũng khó bị gãy lắm mọi người. Còn lúc mà mình chạy chậm, lúc mà ra bột ra đầu móng á, mình lấy bột ra mình chặn 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 cái đầu á, thì cái đó là có bột, cái đầu móng nó sẽ có bột và cái đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu mà ai mà đắp không quen á, thì mình làm cái kiểu kia nha. Tại vì Hoàng đắp kiểu nó quen rồi đó, xong Hoàng kéo xuống thì đầu móng vẫn có bột nha. Đó, lúc nào đắp bột xong Hoàng cũng lấy bột ra. Bột khó đắp thì mình cũng làm từ từ nha mọi người, không có gì mà mình cũng mà mình phải gấp hết. Thì hồi xưa thì mình đắp bột quen bột thì mình làm nó nhanh hơn, thì sau này đổi bột thì nó hơi gặp trời mùa đông này nọ thì nó hơi khó chút xíu. Đổi bột đổi lưu vực thì hơi khó chút xíu, nhưng mà chậm hơn chút xíu thì nói chung là làm xong thì cũng xong, làm từ từ nó cũng cũng quen nha mọi người. Đó, cứ kéo ra cho nó, miễn sao cho bột nó đầy đủ bột là ok rồi. Cứ kéo ra từ từ ra tới đầu móng này nè. Đó đó mọi người, nếu mà sợ mà làm lấy cái kiểu bột ra giống Hoàng mà đầu móng mỏng thì mình đập cây cọ ngang cho bột nó có bột, thì cắt bột ngay khúc đầu đó cũng ok nha mọi người. Xong rồi, cái này mà nếu mà khách muốn dày á, thì mình bỏ thêm bột clear cover lên nha mọi người. Móng này thì Hoàng nãy Hoàng đắp Hoàng thấy hơi mỏng nè, thì Hoàng sẽ bỏ chút xíu ngay cái clear cover Hoàng phớt xuống cho nó có dày, độ dày ngay đó. Đó, mọi người thấy cục bột nó lạ không? Hoàng đặt lên nó rất là cứng cục bột nè, nhưng mà từ từ nó bột nó sẽ chảy ra nha. Đó, rồi bây giờ Hoàng sẽ đập trên cuticle cũng như những cái bột khác thôi, đập trên cuticle. Rồi bây giờ bột nó chảy ra, mọi người có thể thấy trong trong cái màn hình nha. Đó, khu này là khu khu ba màu nha mọi người. Thì cái độ dày á thì mình Hoàng đắp cái độ dày nó vừa phải thôi, nó không có giống như ở khu 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 da màu. Khu da màu thì mình chắc chắn luôn á, đắp cái bộ medium long này á, là mình phải Hoàng sau khi đắp xong là Hoàng phải đắp bột clear để cover cho nó có độ dày nha mọi người. Còn với đối khu ba màu này á, thì Hoàng chỉ cần đắp một cục thôi, mình cho cái độ dày nó vừa phải thôi
là nó ok, đừng có dễ gãy quá thôi mọi người. Nếu mà mình đắp quá mỏng, cho dù người Việt mình á hoặc là người Mỹ, người nào về nhà nó cũng gãy á mọi người, tại vì quá mỏng. Nhưng mà mình đắp cái độ mỏng vừa phải thôi thì nó sẽ ở lâu hơn, 1 2 tuần chẳng hạn đó. Cứ kéo từ nhẹ nhẹ từ trên xuống dưới nha. Đó, Hoàng lấy bột quen hả mọi người, Hoàng lấy bột ra rất rất là dễ dàng luôn đó. Cục bột mà thấy từ từ không, để cho nó chín lại từ từ, đặt lên nè, buông ra là nó chín nguyên một cục luôn mọi người. Đó đó, mọi người thấy cục bột rất là lạ không? Đó. Nhiều khi mình thấy nhiều anh chị đắp bột trên mạng, nhiều khi mình nhìn mình cũng thấy ham mọi người. Nhiều khi bột làm quen với cục bột thì nó làm là tiệm nó quen với cục bột thì lúc đó đắp bột nó sướng nha. Còn mình thì kiểu mà nhiều khi mình đắp nhiều bột lạ, nhiều khi cũng hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà mình đã biết cái cách đắp bột như vậy rồi thì đắp lên là nó cũng bình thường thôi. Tuy nó hơi chậm hơn chút xíu nhưng mà ra thì bộ tay nó cũng đẹp bình thường. Đó. Đặt lên giữa móng tay nha, xong buông ra. Đó, cho nó đặt bộ bột mà nó lạ lắm mọi người. Hoàng đặt là Hoàng phải giữ lại khoảng 3 4 giây gì đó là bột nó mới dính lên trên móng. Đó. Tém vô chính giữa nè. Đó. Rồi. Chổng cái ngón tay khách xuống, đập trên cuticle thật là mỏng. Kéo xuống, kéo từ từ thôi nha. Mình mà kéo nhanh quá thì bột này nó sẽ chảy xuống dưới hết. Thì cái móng nó sẽ rất là mỏng, thì mình sẽ đắp thêm một cục bột nữa thì cái đó sẽ mất thời gian cho mình nha mọi người. Rồi lấy bột ra liền. Đó mọi người thấy đơn giản không? Ngón cái. Đó, mình nhớ là mình phải cần trô cái ngón tay của người khách nha mọi người. Đặt lên. Đó, buông ra. Buông ra là quét cái cò xuống dưới liền, để thôi mình đẩy cái màu này nó hay dính tay của khách, nó hay bị dơ mọi người, nên lúc mà mình đặt lên nó còn dính màu thì mình nên chấm một xíu lưu huỳnh vô, mình quạt xuống tờ giấy thì cái màu nó sẽ xuống tờ giấy thì cò nó sẽ sạch hơn nha, thì mình làm nó đỡ dơ tay của người khách hơn. Những cái màu này hoặc là màu đỏ nè, màu đen nè, thì những cái màu đó thì nó hay dính dơ trên da tay của khách đó mọi người, nên mình hay dùng lưu huỳnh đó, xong mình chậm xuống tờ giấy, mình lên cọ một chút xíu thì nó sẽ ok hơn nha. Rồi thì Hoàng chúc mọi người nếu mà mình làm giống như Hoàng đó, có bị bột như Hoàng thì mình cứ từ từ mà mình đắp nha mọi người, đừng có gì mà mình thấy khó khăn hay gì nha, từ từ làm cũng xong. Hoàng chúc cho mọi người lúc nào làm cũng nhiều khách nè.